Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Áo cánh này như một bộ phim điện ảnh toàn cảnh, nhưng chỉ có thể xem dưới góc nhìn của tên này, không thể nào tự mình trải nghiệm. Thông tin có thể thu thập được cũng hết sức là hữu hạn. Mới đến kho máy thứ 3, hai phòng thí nghiệm, máy bộ phận đầu và vai đã được điều chỉnh theo ý muốn của các vị lãnh đạo ở bên trên. Kho máy thứ 3 của bộ phận sáng tạo kỹ thuật Trúng Rượu Chi Môn. Tiến sĩ mời xem ạ. Đây là tinh hồn tướng Tào Nhân và tinh hồn tướng Bạch Khởi. Hai thứ này là tinh hồn tướng đời đầu hay sao? Ở đây nữa, đã được điều chỉnh dựa trên ý kiến của phía bên trên. Không sao cả, mấy thứ này đều là để trang trí. Các ông lớn ở phía trên sẽ chẳng hiểu gì đâu ấy mà. Tiếp theo là thời gian và địa điểm làm thí nghiệm thực chiến. Hai địa điểm thí nghiệm đã xác định ở chiến trường bán cầu Nam. Địa điểm số 1 tạm thời vẫn. Tên của hạng mục: Kế hoạch tinh hồn tướng. Hừm, không ngờ cấp trên lại loại dự án của tôi. Cuối cùng kết quả lựa chọn binh khí tinh võng lại là cơ giáp hình người cỡ đại của tên nhóc kia. Tiến sĩ mà người phụ trách hạng mục cải tạo quân dụng, không thể nào không thừa nhận, tinh võng quả nào đã giải quyết được đủ mọi khuyết điểm khi dùng cơ giáp hình người làm binh khí. Cấu tạo, trọng lượng, nguồn năng lượng, độ cân bằng, tính ổn định, mấy vấn đề này đều đã được giải quyết hoàn mỹ nhờ có mạng lưới tinh võng. Tiến sĩ Trần, người phụ trách hạng mục xe tăng thiết giáp chiến thuật. Không sai, hơn nữa thông qua liên kết thần kinh, phi công có thể trực tiếp điều khiển cơ giáp hình người như thả đó là cơ thể của chính mình. Khả năng điều khiển của nó tốt hơn nhiều lần so với vũ khí dạng phương tiện. Không chỉ hai phòng thí nghiệm của chúng ta bị hạ lệnh bãi bỏ, hơn nữa tất cả nhân viên đều phải hỗ trợ vào hạng mục tinh hồn tướng này. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Tôi cảm thấy cơ giáp hình người quan trọng là phải có bản sắc riêng của mình. Tưởng tượng một chút đi nào, nếu như cậu có thể trở thành thần thánh, vậy thì trong trường hợp cùng ở trên chiến trường, chẳng lẽ cậu lại bằng lòng biến thành một cái chiến xa xung quanh toàn là xích chứ? Tiến sĩ Na, người phụ trách hạng mục binh khí chiến lược người nhân tạo. Hơn nữa, cơ giáp hình người có thể làm to lớn, có thể coi là một kho vận tải chứa binh khí siêu lớn. Các anh nên tin vào quyết sách của các lãnh đạo. Các lãnh đạo sẽ luôn nhìn xa trông rộng hơn đám kỹ thuật viên chúng ta. Không sai, các lãnh đạo có suy nghĩ riêng của họ. Có thể ý tưởng của chúng ta vẫn chỉ giới hạn ở trong phạm vi vũ khí mà thôi. Những ông lớn ở phía trên suy xét như vậy, Anna đang tính tới tương lai của toàn bộ nhân loại. Tiến sĩ Lý, người phụ trách hạng mục áo giáp chiến thuật động lực học. Tương lai của cả nhân loại ấy à? Thật ra tôi vẫn còn một vài ý tưởng khác nữa kìa. Một tháng sau, chiến trường bán cầu Nam. Dựa theo số liệu của thí nghiệm thực chiến lần này, tinh hồn tướng đã trở thành vũ khí đơn binh mạnh mẽ nhất của thời đại này. Nói đến số 3, nghe rằng màu sơn vẫn còn phải chỉnh lại đôi chút. Này, việc phát triển số 3 cũng có thể được đưa vào lịch trình. Hả, tiến sĩ Cao đâu rồi? Bây giờ tiến sĩ Cao đang ở trên đường đến bệnh viện. Bệnh viện Vân Đỉnh, bệnh viện số 1, khu vực VIP. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, cho tôi mượn một chút. Anh tới rồi, vợ à. Xin lỗi, bởi vì thí nghiệm thực chiến lần đầu của tinh hồn tướng, anh tới hơi muộn. Xin lỗi nhé, vất vả cho em rồi. Không sao hết, thí nghiệm có thuận lợi hay không? Đúng rồi, giá trị si giảm hạt khi giải trừ cấu trang có phải là khoảng giới hạn? Có phải là khoảng tới hạn mà em đã tính từ trước hay không? Yên tâm đi, thí nghiệm này rất là thuận lợi. À quên mất, con đâu rồi? Anh đi thăm con đi. Là một bé gái,
con bé được thừa hưởng mái tóc đỏ của bà ngoại. Chào công chúa nhỏ bé. Ba là ba của con. Tên của con bé thì sao? Có phải bố vợ đã đặt tên cho nó rồi không? Bố đã nghĩ ra tên của... Bố đã nghĩ ra cho con bé một cái tên. Tên chỉ có một chữ Uyên. Cả tên cả họ Ngô Uyên. Anh có thể đặt cho con bé một cái tên ở nhà. Tên ở nhà... Uyên Hồi Thủy Giã. Hồi hiện giờ là tháng 12 lịch Hoa Hạ. Tháng 12 lại được xưng là tháng Tinh Hồi. Cứ gọi con bé là Tinh Hồi đi. Thế nào? Anh, xin anh hãy cẩn thận một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Hình như vừa nãy anh thấy con bé hơi mở hé hé mắt. Sao có thể? Đúng rồi, đây là món quà mà người đó tặng cho con cái của chúng ta. Nghe nói là mặt dây chuyền dùng hạch tinh chủ để chế tác riêng đó. Cho nên ta bị nhốt ở chỗ này, chẳng lẽ là để đợi ngươi sao? Ta đây nè. Mới đó đã quay về rồi sao? Thời gian không hề thay đổi chút nào. Ta bị nhốt ở ảo cảnh kỳ quái kia hơn 30 năm, vậy mà ở ngoài hiện thực, thời gian hoàn toàn không thay đổi gì. Đúng rồi, hệ thống tinh chủ, hệ thống tinh chủ. Hệ thống tinh chủ. Hệ thống tinh chủ. Mau ra đây cho ta. Chẳng lẽ ta ở đây?